vật và sự kiện kỳ 37 Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết, biểu tự Đàm Phu, là quan phủ chính đại thần nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông làm quan đầu triều trong giai đoạn Việt Nam lâm nguy, bên ngoài thì bị quân Pháp xâm chiếm, bên trong thì vua Nguyễn nhu nhược bất tài, trong khi ông luôn chủ trương phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Ông là người đã phế lập các vua Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc. Trong một thời gian ngắn, do những ông vua này quá bất tài hoặc có ý đầu hàng Pháp, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên trong hoàng tộc. Cho tới khi Hàm Nghi, một vị vua có dũng khí chống Pháp, được ông hỗ trợ lên ngôi. Khi thất bại trong một cuộc binh biến chống Pháp năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã phò tá vua Hàm Nghi đi quản trị, tổ chức nghĩa quân chống Pháp, và chính ông nhân danh Hàm Nghi đã ra chiếu Cần Vương, bản chiếu thư nổi tiếng kêu gọi nhân dân Việt Nam yêu nước đứng lên chống Pháp. Toàn bộ gia đình ba đời của ông cũng tham gia kháng chiến và phần lớn đã hy sinh vì nước, được sử sách và nhân dân ca ngợi là toàn gia ái quốc. Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức ngày 12 tháng 5 năm 1835 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến, cạnh kinh thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế. Ông là con thứ hai của đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu năm đời của hiền vương Nguyễn Phúc Tần. Năm 30 tuổi, 1869, Tôn Thất Thuyết giữ chức án sát tỉnh Hải Dương. Đến tháng 7 năm 1870, được xung làm biện lý bộ hộ, rồi sau đó tháng 11 chuyển sang chức tán tương giúp tổng thống quân vụ đại thần Hoàng Tá Viêm dẹp loạn ở các tỉnh phía Bắc. Sau chiến dịch này, Tôn Thất Thuyết được phong chức quan Lộc Tự Khanh và làm tán lý quân thứ Thái Nguyên. Kể từ đây, ông chuyên hoạt động quân sự và nổi tiếng dần qua các cuộc giao tranh với những cánh quân chống lại triều đình Huế. Tháng 12 năm 1870, ông chỉ huy đánh dẹp nhóm Đặng Chí Hùng ở Thái Nguyên. Tháng 3 năm 1872, ông cùng Trương Văn Đệ đánh tan quân Tào Ô ở Hải Dương, giết chết Hoàng Đệ. Tháng 8 năm 1872, ông đánh thắng toán giặc Khách ở Quảng Yên. Tháng 12 năm 1873, ông cùng Hoàng Tá Viêm phục binh tại Cầu Giấy, Hà Nội, giết chết nguyên chỉ huy quân sự trong đợt Pháp đánh miền Bắc lần thứ nhất là đại úy Rensis Gami. Ông muốn thừa thắng tấn công địch, nhưng triều đình sai ông triệt binh về Tây Sơn. Tôn Thất Thuyết liền cự tuyệt, buộc triều đình phải cử người đến bàn bạc, ông mới chịu lui binh. Tháng 3 năm 1874, vẫn là tham tán đại thần, nhưng Tôn Thất Thuyết được phong là hữu tham chi bộ binh, tước vệ chính nam. Một tháng sau, ông giữ chức tuần vũ tỉnh Sơn Tây, kiêm tham tán đại thần. Tháng 7 năm 1874, ông cùng Hoàng Tá Viêm đàn áp hai cuộc nổi dậy của hai sĩ phu Trần Tuấn và Đặng Như Mai. Tháng 3 năm 1875, ông dập tắt được khởi nghĩa Cổ Lo, Đông Anh, bắt chém thủ lĩnh trận. Tháng 6 năm 1875, bức hàng nhóm Dương Đình Tính ở Thái Nguyên. Tháng 9 năm 1875, bắt sống được tướng quân Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh ở Thái Nguyên. Với hàng loạt công lao như vậy, nên Tôn Thất Thuyết được vua Tự Đức cho thăng tiến nhanh. Tháng 3 năm 1872, ông được bổ làm bố chính tỉnh Hải Dương. Năm 1873, làm tham tán đại thần Hàm Thị Lan bộ binh, rồi lên thự tham chi bộ binh. Tháng 3 năm 1874, vẫn là tham tán đại thần, nhưng Tôn Thất Thuyết được phong là hữu tham chi bộ binh, tước vệ chính nam. Tháng 4 năm 1874, ông giữ chức tuần vũ tỉnh Sơn Tây, kiêm tham tán đại thần. Tháng 3 năm 1875, ông là tổng đốc Ninh Thái, kiêm tổng đốc các huyện Vương Ninh, Thái, Lạng Bằng. Đến tháng 10 năm 1875, lại được bổ làm hiệp đốc quân vụ đại thần, chức tước gần ngang với tổng thống quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm. Với thắng lợi vào năm 1881, Tôn Thất Thuyết được phong chức thượng thư bộ binh, và sang tháng 2 năm 1882, ông kiêm thêm chức hải phòng sứ kinh thành Huế. Năm 1883, Tôn Thất Thuyết chính lãnh chức thượng thư bộ binh và sau đó được cử vào Cơ Mật Viện vào tháng 6 năm 1883. Tháng 10 năm 1875, khi ông đang làm tổng đốc Ninh Thái, phái viên Pháp ở Hà Nội đã đề nghị triều đình Huế phải thay người, vua Tự Đức đã bổ ông đi chỗ khác. Từ năm 1876, Tôn Thất Thuyết thường lâm bệnh, muốn thôi đảm đương việc quân và dâng sớ lên vua Tự Đức bày tỏ ý muốn đi tù. Ngày 19 tháng 7 năm 1883,
Tự Đức đã triệu tập một số đại đệ chứng kiến việc ký di chúc truyền ngôi cho hoàng tử Ưng Trần, đồng thời phong cho Tôn Thất Thuyết làm đệ tam phụ chính đại thần sau Trần Tiễn Thành và Nguyễn Văn Tường để giúp cho Ưng Trần kế vị ngôi vua vào tháng 7 năm 1883. Theo nhận xét của vua Tự Đức, Tôn Thất Thuyết có tài dụng võ nhưng thiếu lương thiện, không trung thực và hay trốn trách nhiệm, học hành kém, không nhất quán, nhát gan, đa nghi, dễ làm mất lòng người khác. Hắn phải học nhiều thêm để trở thành một người quân tử. Nhưng vua Tự Đức cũng khen ông là tướng có vi vũ, tài trí đáng khen, không phải là cuồng dũng như ông Ích Khiêm, ít học như Trương Văn Đệ, cho nên Lê Tuấn cũng từng khen là biết lễ. Vậy nên lúc sắp mất, Tự Đức vẫn tin tưởng trao trọng trách phụ chính đại thần cho ông. Chỉ sau ít ngày giữ chức phụ chính đại thần, Tôn Thất Thuyết đã cùng Nguyễn Văn Tường phế lập vua Dục Đức để đưa Hiệp Hòa lên ngôi. Vua Dục Đức bị giam vào ngục cho đến chết. Từ lúc về Huế tham dự triều chính, đặc biệt là sau ngày vua Tự Đức mất, Tôn Thất Thuyết đã nỗ lực biến triều đình Huế thành trung tâm đầu não chống Pháp. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 1883, hơn 1.000 quân Pháp đổ bộ và chiếm được cửa Thuận An. Nghe tin Thuận An thất thủ, vua Hiệp Hòa phải cử người đến xin người Pháp đình chiến và buộc các tướng lĩnh rút lui và nhổ các vật cản trên sông Hương. Quyết định nghị hòa của vua Hiệp Hòa tạo ra sự bất mãn trong hàng ngũ quan quân chủ chiến, nhưng họ đành bất lực. Tôn Thất Thuyết phản ứng bằng cách đem cờ và ngự bài binh sự trả lại cho nhà vua. Còn ông Ích Khiêm thì hậm hực rút quân bản bộ, chừng 700 người. Hiệp ước Haman được vua Hiệp Hòa phê chuẩn ngày 25 tháng 8 năm 1883, gồm 27 điều khoản công nhận người Pháp có quyền bảo hộ lãnh thổ và kiểm soát về mặt ngoại giao của triều đình. Đây được coi là văn bản đầu hàng chính thức của nhà Nguyễn và Việt Nam chính thức bị thực dân Pháp đô hộ. Vua Hiệp Hòa còn nghe theo khâm sứ Ye Chambao cử người ra Bắc để triệu hồi các võ tướng đang trấn giữ ở nơi đó về kinh. Những việc làm mang tính đầu hàng Pháp của nhà vua đã khiến nhiều người thêm phẫn nộ. Các tướng như Hoàng Tá Viêm, Trương Văn Đản, Ngô Tất Ninh đều không tuân lệnh vua và đều ở lại để cùng nhân dân tiếp tục kháng Pháp. Tháng 8 năm 1883, Tôn Thất Thuyết được thăng chức điện tiền tướng quân, hiệp biện đại học sĩ, tước vệ chính bá. Nhưng do phản đối hiệp ước Haman, ông đã bị Hiệp Hòa đổi sang làm thượng thư bộ lễ, rồi thượng thư bộ lại. Do không chấp nhận chủ trương đầu hàng người Pháp của vua Hiệp Hòa, ông đã cùng các đại thần tiếp tục phế bỏ và bức tử vua Hiệp Hòa vào cuối tháng 11 năm đó, rồi lập người con nuôi khác của vua Tự Đức là Kiến Phúc lên ngôi, ông giữ lại chức thượng thư bộ binh. Vua Kiến Phúc lên ngôi ngày 2 tháng 12 năm 1883, tạo điều kiện cho phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu củng cố thế lực, tăng cường lực lượng quân sự ở các tỉnh và kinh đô, cũng như củng cố hệ thống sơn phòng ở các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Trong triều đình Huế, tất cả những quan từng có quan hệ mật thiết với Pháp đều bị ông tìm cách trừ bỏ. Nhưng ông phải nhẫn nhịn để Kiến Phúc ký hòa ước giáp thân ngày 6 tháng 6 năm 1884 vì cần có thêm thời gian củng cố lực lượng. Vào đầu tháng 8 năm 1884, sau khi vua Kiến Phúc lâm bệnh băng hà, việc đưa Hàm Nghi lên ngôi cũng xuất phát từ mục tiêu của Tôn Thất Thuyết nhằm hướng triều đình theo chủ trương chống Pháp. Đến lúc Hàm Nghi lên ngôi, Tôn Thất Thuyết mới thực sự kiểm soát triều đình, đã không còn thực quyền nhằm tháo gỡ những ràng buộc mà người Pháp đang thiết lập lên An Nam. Người Pháp cũng đã công nhận triều đình An Nam đã biểu dương một thái độ không hèn và thái độ ấy do hội đồng phụ chính đề ra. Từ đó, Tôn Thất Thuyết đã trở thành đối tượng cần thanh trừng hàng đầu của người Pháp. Tôn Thất Thuyết đã trở thành đối tượng cần thanh trừng hàng đầu của người Pháp. Dưới thời vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết thực sự trở thành cái gai mà người Pháp muốn nhổ ngay lập tức. Đầu tháng 1 năm 1884, Tôn Thất Thuyết lập đội quân Phấn Nghĩa và giao cho Trần Xuân Soạn trực tiếp chỉ huy để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Ngày 2 tháng 7 năm 1885, tướng Pháp là De Coucy đã mang 3 đại đội bộ binh, một phân đội lính bộ chi kích, một đội kèn, tổng cộng 19 sĩ quan, 1.024 lính và 2 tàu chiến đến cảng Thuận An, Huế ngày 3 tháng 7 năm 1885. De Coucy yêu cầu hội kiến với các thượng thư của triều đình Huế và cơ mật viện để bàn chi tiết lễ chuyển giao hiệp ước Bâtonnière, đồng thời nhân cơ hội này để bắt Tôn Thất Thuyết. Nhưng âm mưu của De Coucy bị lộ, Tôn Thất Thuyết cáo ốm không có mặt. Do âm mưu bắt Tôn Thất Thuyết không thành, De Coucy liền đưa ra yêu sách là đòi triều đình Huế nội trong 3 ngày phải nộp tiền chiến phí.
Sự khiêu khích của Pháp đối với triều đình Hàm Nghi đã đến cực điểm. Trong tình thế luôn bị thực dân Pháp muốn loại bỏ, không thể ngồi quanh tay nhìn đất nước chịu nhục, ông đã ra tay trước để giành thế chủ động bằng cuộc tấn công Pháp tại Huế vào đêm 4 tháng 7 năm 1885. Khi quân Pháp đang mở tiệc chiêu đãi, thì Tôn Thất Thuyết cho quân đánh úp vào trại lính của tòa khâm sứ Pháp. Ông bí mật chia quân danh làm hai đạo, một đạo do Tôn Thất Lệ, em ruột của ông chỉ huy vượt sông Hương đánh úp tòa sứ Pháp, còn ông sẽ chỉ huy đạo thứ hai đánh úp doanh trại Pháp ở trấn Bình Đài, Mang Cả. 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh nổ súng vào trấn Bình Đài. Quân Pháp ở Bình Đài phút đầu vô cùng hoảng hốt, nhưng sau đó củng cố lại được và cố thủ đợi trời sáng. Đạo quân Tôn Thất Lệ tấn công tòa sứ, đánh nhau giáp lá cà với địch. Quân Pháp tập trung toàn bộ lực lượng để bảo vệ kho đạn và bưu điện. Đô Cô Si khẩn thiết xin viện binh từ ngoài Hải Phòng vào. Đến gần sáng, quân Pháp củng cố được đội ngũ và phản kích trở lại, đánh vào thành nội. 9 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, hoàn thành thất thủ, chiếm được kinh thành. Quân Pháp ra sức đốt phá, cướp bóc, bắn giết. Tất cả các cổ quý trong hoàng cung đều bị quét sạch. Trụ sở bộ binh và bộ lại của Tôn Thất Thiết bị đốt phá. Hữu quân đô thống Hồ Văn Hiến và Nguyễn Văn Tường rước vua Hàm Nghi rút lui ra khỏi kinh thành ở cửa Tây Nam. Hậu quân bảo vệ Sa Giá là Tôn Thất Thiết. Quân hộ tống Sa Giá gặp bộ phận đón của Tôn Thất Lệ ở Trường Thi, La Chữ, tổng cộng có hơn 100 người. Sau đó, ông đã đưa Hàm Nghi ra Sơn Phòng, Quảng Trị, thay mặt vua hạ chiếu Cần Vương. Lời chiếu nhấn mạnh, người giàu đóng góp tiền của, người mạnh khỏe đóng góp sức lực, người can đảm đóng góp cánh tay để lấy lại đất nước trong tay quân xâm lược. Hai con trai của Tôn Thất Thiết là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp cũng đều đã chỉ huy trong phong trào Cần Vương. Cha mẹ, anh em, vợ con và rể của ông cũng tham gia góp sức cho phong trào. Người Pháp treo giải 2.000 lạng bạc cho ai nộp đầu Tôn Thất Thiết và ai bắt được vua Hàm Nghi thì được thưởng 500 lạng bạc. Mặc cho ba bà Thái Hậu và nhiều quan lại kêu gọi đầu hàng và quay về triều đình, Tôn Thất Thiết vẫn tuyên bố về Huế là tự mình đưa chân vào cho ngục thất, mà người cầm chìa khóa là quân Pháp. Thừa nhận hiệp ước 1884 là dâng nước Nam cho kẻ địch, đành rằng hòa bình là quý, nhưng không lo khôi phục sẽ mang tiếng là đã bỏ giang sơn của tiền triều dày công gây dựng và còn có tội với hậu thế. Sau khi giúp vua Hàm Nghi xây dựng căn cứ lãnh đạo phong trào kháng Pháp, nhận thấy tương quan lực lượng quá chênh lệch, vào tháng 2 năm 1886, Tôn Thất Thiết đã để lại cho hai con là Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm tiếp tục phò tá Hàm Nghi chống Pháp, còn mình cùng với Trần Xuân Soạn và Ngụy Khắc Kiều tìm đường cầu viện, vượt Hà Tĩnh rồi Nghệ An. Đến tháng 3 năm 1886, ông tới Thanh Hóa. Ông dừng chân tại Cẩm Thủy một thời gian và cùng Trần Xuân Soạn và em ruột Tôn Thất Hàm thảo luận về kế hoạch khởi nghĩa, rồi phân Soạn ở lại lo phát triển phong trào. Sau đó ông đến Tổng Trịnh Vạn thuộc Châu Thường Xuân hội kiến Cầm Bá Thước và ở lại đó cho đến ngày 22 tháng 4 năm 1886. Từ đấy, ông qua Thượng Lưu Sông Mã đến Châu Quan Hóa để gặp Từ trưởng người Mường là Hà Văn Mao. Điểm dừng chân lâu nhất của ông là vào tháng 6 năm 1886 tại nhà tù trưởng người Thái là Đèo Văn Trị. Bởi lẽ lúc này ông mắc bệnh rất nặng, không thể tiếp tục đi được. Ông tiếp tục lên đường đi Vân Nam và đến Quảng Đông. Vào tháng 2 năm 1887, ông chủ trương cầu viện nhà Thanh giúp Việt Nam đánh thực dân Pháp. Cuối năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt vì thuộc hạ Trương Quang Ngọc phản bội. Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm đều chết khi đang hộ vệ nhà vua. Nhưng cuộc cầu viện bất thành, ông đành tìm các bạn lưu vong như Nguyễn Thiện Thuật cố gắng liên lạc với phong trào trong nước. Lúc này tại Thanh Hóa, cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị dập tắt, căn cứ của Trần Xuân Soạn bị mất, nên ông Soạn đã vượt biên sang Trung Quốc gặp ông Thuyết tại Quảng Đông. Việc cầu viện nhà Thanh của Tôn Thất Thiết bất thành, nhưng nhờ vào tình cảm cá nhân của một số quan lại mãn Thanh chống Pháp, nên Tôn Thất Thiết đã cùng các đồng sự của ông tổ chức liên lạc với các cuộc chống Pháp bên trong nước, mua sắm vũ khí, đạn dược mang về cho nghĩa quân. Tôn Thất Thiết đã tổ chức đường dây liên lạc với các cuộc khởi nghĩa bên trong nước, quyên góp, chiêu mộ binh dũng, trâu bò, lúa gạo từ Việt Nam được chuyển sang Trung Quốc và đổi lấy vũ khí đưa về cho nghĩa quân. Hoạt động của Tôn Thất Thiết và Trần Xuân Soạn ở Quảng Đông gầm gộ đến nỗi quan lại Việt Nam thuộc tỉnh Lạng Sơn hay biết. Tháng 9 năm 1888, tỉnh Lạng Sơn báo cáo về triều đình Đồng Khánh rằng Lê Thuyết, tức Tôn Thất Thiết và Trần Xuân Soạn lẻn đến một dãy Liên Thành bằng tường nước Thanh nhập bọn với Lương Tấn Tú và bọn Hoàng Văn Tường thuộc khách tỉnh ấy cùng nhau tụ họp. Lê Thuyết ở nước Trung Hoa,
giả làm quan nước Thanh chiêu mộ binh dụng. Việc tiếp tế này duy trì mãi đến năm 1894 thì kết thúc do biên giới Việt Trung bị phá. Tống Duy Tân sau khi thất bại ở Thanh Hóa đã sang Quảng Đông gặp ông, nhưng năm 1888 ông lại cử Tống Duy Tân về xây dựng căn cứ chống Pháp ở Hùng Lĩnh. Năm 1889, Tôn Thất Thiết cử người về Hà Tĩnh và phong cho Phan Đình Phùng làm Bình Trung tướng quân. Hầu hết các tướng lĩnh vùng Đông Bắc và Bắc Kỳ đều có sự liên lạc với Tôn Thất Thiết. Ông đã tổ chức nhiều hoạt động chống Pháp ở vùng Đông Triều liên tục trong những năm 1891-1892. Những năm 1892-1895, do bị mất liên lạc trong nước, ông đã xây dựng nhiều toán quân có vũ trang mà chủ yếu là người Hoa và dân tộc thiểu số. Tháng 6 năm 1892, ông đã chỉ đạo cho Lương Phúc đưa quân xâm nhập tổng Hoành Mô thuộc Móng Cái, phát tuyên ngôn dưới danh nghĩa Hàm Nghi để đánh Pháp. Đầu năm 1893, ông đã chỉ đạo cho Vũ Thái Hà tiến vào Bình Hồ, cũng thuộc Móng Cái, để tấn công Pháp, cùng dưới danh nghĩa Cần Vương. Tháng 3 năm 1895, ông cho một đạo quân tiến đánh Cao Bằng, chiếm vùng Lục Khu nhưng bị Pháp đẩy lui. Từ năm 1895, chiến tranh Trung-Nhật nổ ra, biên giới Việt Trung bị kiểm soát chặt chẽ. Người Pháp yêu cầu nhà Mãn Thanh quản thúc Tôn Thất Thiết theo dõi Lưu Vĩnh Phúc, nên các hoạt động của ông chấm dứt. Ông bị cấm túc, không được ra khỏi nơi cư trú. Triều đình Mãn Thanh cấp cho ông khoản trợ cấp hàng tháng 60 lạng bạc để hưu trí. Trong những năm cuối đời, ông thường có cơn điên dại và thường múa gươm chém vào những tảng đá trong vườn. Tính khí thất thường của ông trong những năm này khiến những người theo ông dần bỏ về Việt Nam hết. Trong những năm này, do cô quạnh, ông tái giá với một bà quá người Trung Quốc năm 1899. Nhân dân vùng Long Châu, Quảng Đông Trung Quốc gọi ông là Đã Thạch Lão, ông già chém đá. Ông mất tại Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 1913. Khi ông mất, đại thần nhà Thanh là Lý Căn Nguyên ở Bắc Kinh xót thương ông trung liệt, đã cho xây dựng mộ và dựng bia ông ở Thiên Quang. Nhân sĩ Quảng Châu có câu đối điếu ông: Thù Tây bất cộng đái thiên, vạn cổ anh hồn vi tượng quận. Hộ giá biệt tầm tỉnh địa, thiên niên tàn cốt ký Long Châu. Có nghĩa là thù Tây chẳng đội trời chung, muôn thở anh hồn về vượng tượng. Giúp chúa ghiêng tìm cõi thác, nghìn năm xương nát gửi Long Châu.